Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì em đem đến một cái sản phẩm hàng vừa mới về, số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác chúng ta trong vụ chim đêm 2023. Thì đối với mẫu sản phẩm trước mặt màn hình đây thì Quỳnh Phạm đã xếp ra đây rồi. Những cái phiên bản này đó chính là cái củ tép chuyên dụng để chúng ta đi săn bẫy chim đêm. Thì cái hàng đây là củ tép trên em, đây là một cái củ tép có công suất là 10W cho em, do công ty HQ301 sản xuất. Dòng sản phẩm 10W này trở kháng của nó là 8 ôm. Thì đối với dòng này các bác chúng ta đi đánh chích này, đánh những loại chim đêm, đánh vạc khá chi là hay và rất là ok nha cả nhà mình nhá. Và quan trọng nữa, cái dòng sản phẩm titan này, đây gọi là củ tép titan, nó rất là bền. Đó, thứ nhất là côn của nó là côn chất liệu titanium này, titan này. Và cái hàng này của nó các bác nhìn này, cái cục 500 từ nó các bác nhìn kỹ đi ạ. Toàn bộ hàng này cái phiên bản đúc của nó cực kỳ là dày và rất là nặng các bác nhá. Riêng hàng củ tép titan này các bác nhìn kỹ cho em, hàng chuẩn công ty luôn, cam kết quá luôn, hàng này hàng chuẩn công ty HQ301 luôn. Và lát nữa Quỳnh Phạm sẽ báo giá ở tại video này, các bác cố gắng ngồi xem hết video. Đây các bác này. Và tiếp theo nữa ở cái phần này, đây chính là mặt lưới inox cho em. Riêng cái phần mặt lưới inox này thì các bác dùng bền, bền mãi với thời gian luôn, không han gì, không bị oxy hóa khi chúng ta sử dụng ngoài trời. Đó, và cái hàng này Quỳnh Phạm cũng nói luôn, nhiều bác khách hỏi em là em ơi cái hàng củ titan này có chống nước không? Thì em cũng nói luôn các bác là nói chung là của bền tại người, các bác giữ được không tiếp xúc với nước là cái tốt nhất. Còn chẳng may mà vào nước thì nó cũng không cháy luôn, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của loa. Đấy, Quỳnh Phạm cũng xin nói rõ thế cho mọi người chúng ta lưu ý khi mua hàng. Đó, và cái hàng này của nó các bác nhìn kỹ ở đây, toàn bộ thiết kế của nó có phiên bản gì ạ? Chỗ này là củ này, củ vặn phễu đây. Khi các bác mua kèm một củ này, một củ tép titan này, bên em sẽ kèm theo phễu như này cho các bác luôn. Đó, các bác về chúng ta thao tác lắp vào. Riêng dòng củ tép titan này dùng rất là bền và công suất của nó ra cực kỳ là lớn nhá, tận 10W và gì ạ, trở kháng là 8 ôm, cho nên các bác dùng đánh rất là hay. Đây, khi mà lắp hoàn thiện một củ tép vào nó sẽ như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Toàn bộ hàng này sẽ kèm theo phễu. Và giá của nó thì Quỳnh Phạm sẽ báo giá luôn cho anh em chúng ta dễ dàng giao dịch này. Một củ tép như thế này kèm cả phễu luôn, hàng của công ty HQ301, hàng chuẩn công ty luôn. Bên em nhập hàng đúng hàng công ty, không lấy hàng trôi nổi. Với có giá là bao nhiêu ạ? Một củ như này sẽ có giá là 275.000. Đó, 275.000 một củ như này các bác nhá, các bác nghe rõ dùm em nhá. Đó, một củ tép kèm phễu sẽ có giá là 275.000. Các bác lấy từ 2 củ trở lên chúng ta sẽ được miễn ship. 2 củ của nó rơi vào bao nhiêu ạ? Là rơi vào 550 2 củ. Đấy, các bác nghe rõ, 2 củ kèm phễu sẽ có giá 550 bao ship. Còn các bác mua dưới một củ là các bác tự thanh toán tiền ship dùm em nha cả nhà mình nhá. Đó, phiên bản củ tép này và đánh rất là hay. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác chúng ta đi lắp cái củ này vào. Và chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ cùng em đi test cái chất lượng âm thanh, xem là nó có hay, xem đúng như lời em quảng cáo không nha mọi người ơi. Đây, lắp củ vào cho em và chúng ta sẽ thử qua tiếng quốc biển cho em. Đây, các bác lắp vào, rất là dễ thao tác thôi. Cái hàng này Quỳnh Phạm bán nhiều lắm luôn các bác này. À, đấy, bây giờ thì Quỳnh Phạm sẽ đi test vào cho các bác nghe luôn nha. Đó, hàng này thì đánh rất là bền. Đó, anh em cũng mua hàng này nhiều lắm luôn và giá của nó cũng hợp lý thôi, không có gì là quá là cao mà anh em chúng ta khó mua bán cả. Đấy, là nói thật lòng là như vậy. Đó, nói chung là củ này thì đánh là hay rồi. Và bây giờ thì em sẽ đi test chất lượng âm thanh. Kính mời các bác chúng ta hướng lên video này. Đó, chúng ta sẽ cắm điện vào cho em, cắm cái điện âm ly vào đã các bác. Hàng này thì đánh chất lượng lắm luôn cả nhà mình nha. Và bây giờ thì sẽ cắm điện này đỏ luôn luôn đi với dương, các bác cắm vào dùm em. Thank you.
Các bác thấy thế nào ạ? Nói thật luôn mọi người, em ngồi test loa cho mọi người cảm giác chói hết tai luôn mọi người ạ. Cái hàng này của nó các bác ơi, thực sự luôn, cái giá của nó cũng rất là vừa tiền để mua thôi. Và giá cả thì Quỳnh Phạm cũng báo giá rất là công khai rồi. Anh em thích sử dụng ngay một cái dòng sản phẩm cái đôi loa test 10W của Titan này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số em cài bài viết này, qua số điện thoại em luôn cài bên dưới phần bài viết. Thì mọi người xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Thì đối với dòng sản phẩm củ thép Titan này, các bác đã nghe về chất lượng âm thanh của nó. Nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là độ bền của nó rất là cao. Thứ hai là cái hàng này của nó các bác có thể đánh tổng hợp, các bác có thể đánh cua biển này, đánh sâm này, các bác có thể đánh vạc này, đó, đánh rẽ run này, các bác đều có thể chơi được dòng sản phẩm này. Mỗi cái là giá của nó sẽ cao hơn cái dòng sản phẩm 5W thôi. Nhưng cái hàng này đánh cực kỳ là chất lượng nha cả nhà mình ơi. Đó, và các bác đang quan tâm dòng sản phẩm này hoặc chúng ta chưa tìm được cơ sở nào chúng ta gì ạ, tin tưởng hoặc uy tín để đặt niềm tin, chúng ta hãy có thể qua shop của em để thử một lần. Đó, và giá của nó thì Quỳnh Phạm đã báo giá rất là rõ ràng và công khai tại video này rồi. Anh chị em, cô chú bác, chúng ta xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em ở góc bên này màn hình. Chọn chiếc chuông, ấn vào chữ tất cả, theo dõi video hàng ngày Quỳnh Phạm đăng tải lên cho tất cả quý khách hàng nhá. Đó, ngoài sản phẩm củ thép 10W này ra, bên em có cả dòng 5W, loa phóng, loa Việt Nam, loa nhập khẩu. Đó, phụ kiện săn bẫy, loa đài âm đi đầy đủ phục vụ anh em và nhận gia công lưới chài cho tất cả quý hàng luôn. Đó, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào toàn thể mọi người, hẹn các bác ở những buổi video sau nhé.